dự định làm thụ tinh lần hai nữa nha. Khánh là khai. Anh Trinh thấy ba mỗi lần hả mở cửa cái đầu á, anh Trinh bắt trước theo nào một cô chú. Qua bàn tay ủa. Vui giỏi quá cha. Đi chơi, đi ra ngoài là phải mang dép nghe con. Nghe không? Giỏi quá trời giỏi luôn ông bà cô chú ơi. Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Bữa nay Nguyên đi bệnh viện nè cả nhà. Để tại vì cái chỗ bệnh viện mà Nguyên sanh A Chiên á, họ nhắn tin lại, kêu Nguyên lại. Hình như là tới lịch hẹn định kỳ để Nguyên khám mà ung thư cổ tử cung á mà cô chú, do sanh xong á Nguyên khám định kỳ hàng năm. Si đi cho chiên phơi nắng, phơi nắng buổi sáng phải đi lắm, ẩm không chịu đâu. Gặp ai cũng kêu mama chứ. Đi phải đi lắm mọi người chú. Chị này cung chủ công chúa ơi vô xe. Trời ơi đi nhắm mắt nhắm mũi đi đụng vô cái xe vậy đó, leo lên được không? Để mẹ thấy A Chiên mở nắp này nước không, đừng có xem khi dễ A Chiên nghe ông bà cô chú. A Chiên lắc lắc một hồi cái tay lắc lắc đó, lắc lắc đó, lắc lắc một hồi là cái nắp chai bung ra đó. Lực sĩ lắm. Hồi nãy mở ra rồi đó, Nguyên đẩy chạy lại đó, A Chiên cái tay lắc lắc đó là một hồi. Dặn từ từ một hồi là cái nắp chai bung ra liền, gỡ ra liền. Wow, ghê thiệt. Làm cái gì á mà cho A Chiên thấy một cái ha là rồi xong. A Chiên bắt chước làm theo cái nha. Làm cái gì nha, ai làm gì cái A Chiên nhìn. Nhìn im gu à nghe, im gu à. A Chiên đang học đó một chú. Đang nghiên cứu. Ồ, bà đó bà làm cái gì á? Chiên ngồi lên đợi đẩy A Chiên đi cho lẹ chứ để cho A Chiên đi đi bộ không biết chừng nào mới tới. Chàng cho Ben khởi gì sang miêu sao mà xe sẽ pha cái xe có cái nón có chè để A Chiên không có bị nắng. Thì ở chỗ chồng Nguyên đẩy A Chiên đi chơi à, đẩy đi chơi mặt nghiêm vậy. Cái chị y tá thấy A Chiên thường là đây chích thuốc nè, thấy A Chiên cái chị y tá hỏi ủa bệnh nữa hả? Bữa nay mẹ ẵm con vô gặp bác sĩ á, bác sĩ lúc trước mà A Chiên mới sanh á, à bác sĩ đỡ đẻ cho con á. Kìa chỗ băng xe này ẵm A Chiên cho A Chiên xuống đi. Nì kì hết sức gì chậu. Thấy chỗ lạ lạ là A Chiên đòi ba dắt nghe này chứ không có dám đi một mình. Bác sĩ mà Nguyên một hồi khám là phòng số 20 cả nhà. Ngồi đây đợi. Một năm là mình phải khám một lần cả nhà. Mình không khám cũng được nhưng mà thôi Nguyên khám cho an toàn á, khám ung thư cổ tử cung á.
những ai mà sanh rồi á, chắc cũng biết rồi ha, khám ung thư cổ tử cung tùy theo mỗi người à, muốn khám cũng được, mà không khám cũng được, không biết khám nhiêu tiền cũng quên rồi, để ngồi coi khám coi nhiêu tiền, người ta lấy mẫu xét nghiệm, rồi ta xét nghiệm coi cổ tử cung mình có bị gì không, có chỗ mà sanh em bé đó nha, ta tìm đi. A Chiên thấy em bé, A Chiên đòi đi. Đòi, thấy em bé đòi đi á. Mâm mâm. Lại cho bé. Lại đây nè. Lại. Ê, à, sao mà hả à, lại mà ma ấy ưa giao cho à bà ba à, Chiên giao cho à, Chiên đòi ngồi chèo giáo phân xe lại đâu vô tóc tai sức hết trơn lại. Đồ lên đồ xuống đồ lên đồ xuống nói thấy cái cô y tá là chọc A Chiên, A Chiên cười khắc 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 khắc, cô y tá nói bé này hung dữ lắm nè nghe. Bé này hung dữ lắm á, A Chiên hung dữ lắm á, mời cô chú. Nguyên khám xong rồi nè, bác sĩ có chụp cái tấm hình mà siêu âm cái tử cung của Nguyên á, với lại cái vết mổ á, cái chỗ mổ sanh em bé đó cả nhà, với lại lấy cái mẫu cái dịch đó để đi xét nghiệm. Ok, gì à? Giờ gì? À, lấy cái mẫu xét nghiệm á, đưa đi vô cho người ta rồi một tuần sau mới có kết quả cả nhà. Ít bà chiều sữa to 190 mấy đồng á cả nhà, là khoảng triệu mấy tiền Việt mình nộp cái mẫu này cho người ta cả nhà, xong rồi mình về đợi một tuần sau sẽ có báo cáo, là xét nghiệm á sẽ có báo cáo rồi bác sĩ sẽ gửi mail cho mình, hoặc là mình có thể lên đây lấy cũng được, nhưng mà Nguyên chọn gửi mail cho mình khỏi mất công đi lên đây lấy á, đưa cái mẫu cho người ta đi xét nghiệm á cả nhà, cũng mình cũng phải trả tiền á. Hả? Điều bài lưu sự. Gửi cái mẫu báo cáo đi xét nghiệm á cả nhà, mình tốn thêm 66 đồng nữa, là khoảng 350 tiền Việt mà cái này 66 đồng. Chị nhìn nãy giờ trên địa tờ giấy nè đó, chị phái tờ giấy biết chứ không, xé mà cắn chứ không gì. Hồi nãy Nguyên gặp bác sĩ để lấy mẫu xét nghiệm á, mời cô chú là 192 đồng 7 sen, cái 70 sen, cái tờ bill này một ý hồi nãy 192 đồng 7 sen là khoảng 1 triệu tiền Việt mình, với lại cái tờ mà đưa cái mẫu xét nghiệm cho vô cái chỗ xét nghiệm á là 66 đồng nữa, tổng hết là 258 đồng á cả nhà, là khoảng 1,4 triệu tiền Việt mình á. Giờ 2 giờ chồng Nguyên lại cái chỗ mà Nguyên thụ tinh nhân tạo á để giai hạn chữ đông á, chữ đông trứng á cả nhà. Tới đây nè cả nhà, giờ vô trong chỗ cái bệnh viện đó, bữa nay hai chồng Nguyên đi một ngày vô tới cái bệnh viện thứ hai rồi, bệnh viện mà Nguyên thụ tinh nhân tạo, bữa nay một ngày mà đi hai bên luôn, tại vì sẵn đi ở đây á rồi mình đi luôn, chứ tháng 11 là Nguyên tới tới ngày mà gia hạn thôi rồi, chưa có tới ngày, người ta chưa có trong bệnh viện này, tôi chưa có gửi mail tới á, nhưng mà Nguyên
đi lại sớm, sẵn bữa nay đi nè, đi lại lấy khám xét nghiệm cổ tử cung á cả nhà, rồi sẵn đi luôn chứ chưa tới, người ta chưa có gửi mail. Tháng 11 là nguyên tới gia hạn một năm rồi đó, là bữa nay sẵn đi luôn. Đây nguyên có cái thẻ cả nhà, cái thẻ để vô trong cái bệnh viện này nè. Thủ tinh trong đây á, nguyên còn cái thẻ á. Nguyên vô thì nguyên cầm cái thẻ này vô quẹt vô. Đây là cái bệnh viện, cái tên này cả nhà. Lên Google gõ lên là nó lên cái tên của bệnh viện. Ý, cha nói gì ạ? Giờ vô đây đợi. Bây giờ mình vô đây. Vô đây ngồi đợi, người ta kêu tới số mình vô trả tiền. Hình như là mỗi năm là 1.600 á cả nhà. Rồi vô đây, vô trong đây trả tiền. Trời trời. Hakan. Chị papa vậy hả? Chị nhìn, nhìn cái cô. Nhìn cái cô này. Đáng quen có. Nè. Ok. Thank you. Okay. So 1650. Cô cho bịch kẹo cho chị. Đây trả tiền không có cần đợi bắt số cả nhà. Ủa mà sao nãy cô kia kêu bắt số ta? Chắc chồng mới nghe không rõ quá. Anh Chinh có cái bịch đường, bịch kẹo, anh Chinh lắc 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 lắc. Con biết chỗ này là ở đâu không? Lúc trước á, ba với mẹ vô đây á, để thụ tinh nhân tạo quá, để điều trị hiếm muộn á, để cho anh Chinh với mẹ đó. Bye bye anh Tí. Anh Chinh bye bye anh Tí. Bye bye. Bye bye. Anh thì thi ha sushi. Trả xong rồi nha, 1.600 gử là khoảng 9.500.000 tiền Việt Nam mình á ông bà cô chú. Bye bye anh Tí. Bye bye. Dạ gì à? Xong rồi giờ về đó cả nhà. Nè chứ có y sinh, cái bác sĩ mà Nguyên khám hiếm muộn ở đây rồi cả nhà. Ý, lúc này bác sĩ còn trẻ nè, ở trên đó bác sĩ màu đỏ mà áo màu đỏ đó cả nhà. Đó mama cho nó đi, mama cho pin mà. À khanh đang baby ô, ấy ư khanh đang baby ô. Chiên thấy em bé, chiên kêu mama. Chồng nó bây giờ vô gặp bác sĩ. San cơ à? Khởi gì á? Ok. Thì bữa nay cho Chiên gặp kỳ xuân bên kia khan mà. Cho A Chiên. Mẹ cả nhà bác sĩ nè. Đó, bác sĩ điều trị hiếm muộn cho Nguyên đó. Ngồi cho A Chiên vô gặp bác sĩ nè. Bác sĩ điều trị hiếm muộn cho mẹ đó. Có A Chiên đó. Chiên ăn cái này không được chứ. À, cô cho Chiên chơi á. Chứ không có được ăn nha con. Ba đẩy A Chiên đi vòng vòng rồi cả nhà. Cho A Chiên đi coi. Chứ ngồi A Chiên ngồi một chỗ A Chiên không chịu đâu. A Chiên đi vòng vòng rồi xin phái. Bữa nay mãi nào Nguyên định không có vô gặp bác sĩ mà điều trị hiếm muộn cho Nguyên đâu. Tại vì Nguyên dự định làm thụ tinh lần hai cả nhà. Cho nên sẵn dịp đi nè, sẵn vô hỏi bác sĩ luôn để mình đặt lịch đó ông bà cô chú. Hồi nãy mấy cô nhân viên nói á là mình chị nào mình vô cũng được, nhưng mà phải lúc đó mình phải đặt lịch. Rồi lại đây đặt lịch á, với lại hỏi rồi đó, mình nó không mất công phiền á. Sẵn bữa nay đi nè, rồi mình hỏi luôn
khi nào mình làm được á. Nhưng mà Nguyên chưa có làm bây giờ, tại vì mình sẵn, Nguyên sẵn ở đây đó, mà sẵn hỏi luôn chứ Nguyên không có làm bây giờ đâu cả nhà. Để mình chuẩn bị trước á. Hỏi cho ai chuyên gặp bác sĩ nè. Bác sĩ đó. Có ai chuyên có sợ không? Chuyên đói bụng rồi, ngồi khám xong đi ra ngoài kiếm gì ăn mới được. Chuyên đói bụng rồi đó bà cô chú. Đang quậy rồi đó bà cô chú thấy không? Đâu ngồi lên ghế. Ngồi lên ghế xong cái ngồi tuột xuống. Tuột xuống cái ngồi đòi lên nữa. Ta xòe nè. Mỹ sư xỉ xù hả chăng xì đó. Anh Chiên thấy thấy bà rửa tay cái Chiên bắt trước. Tới. Đi vừa thấy vừa thấy. Bộ phân na bên. À tôi chưa có san lĩnh ba lĩnh ba à. À. Ayo, bu yang pa, ayo. Ada papa ni ke mana? Give me five. Eh, sorry, bác sĩ chụp hình A Chiên, A Chiên sợ, A Chiên khóc. Can hồi A Chiên, ra gặp bác sĩ A Chiên cười. Ấy, kỳ sẻ nè. Không biết có trả tiền không á. Yên ca dù á. Thì chồng Nguyên hồi nãy lại gặp bác sĩ á, không có tốn tiền cả nhà. Nguyên tưởng là tốn tiền chứ. Bây giờ kiếm gì ăn, ở trong đây có đồ ăn, có bán đồ ăn. Hai vợ chồng Nguyên lại cái chỗ mà gần nhà cả nhà để ăn phở. Cái chỗ mà A Chiên thích ăn á. Ồ, wow, nó đuối. A Chiên lên xe quất hết chắc lại ngủ tới nhà luôn à. Bây giờ dẫn A Chiên đi ăn. Mới thay tả cho A Chiên đó không cô chú. Mới ngủ dậy mặt cái mặt ngơ ngơ luôn kìa. Đây là tô phở của Nguyên. Cái này của A Chiên. Ba lúc chờ Chiên ăn, Nguyên ăn. Chồng Nguyên ăn xong rồi. Sao à? Tò rèn. Nguyên hỏi chồng Nguyên bao nhiêu tiền. Chồng ấy nói em không có trả tiền em đừng có hỏi. Ông nội này biết làm tiền đó. Dẹp đi anh, dẹp. À, chị ăn xong rồi ông mời cô chú. Đó, đó. Một sơ sơ tự. Ướt nhẹp à? Ủa không phải, không phải. Tưởng nó ướt chứ.
Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của gia đình Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật an lành. Bye bye. Bye bye nè, bye bye về nè con. Trời ba gì rồi? Trời trời. Từ từ. Choo!